Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Gần 10 ngày trước, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lập một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tải các video. Đây là một nền tảng online rất thịnh hành hơn một năm qua với giới trẻ toàn cầu. Dù gia nhập khá muộn, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhanh chóng gặt hái thành tích đáng ngưỡng mộ, hơn 3,8 triệu lượt người theo dõi, tính đến sáng ngày 25 tháng 2. Ông đăng tải 13 video, trong đó đỉnh điểm có video đạt hơn 16 triệu lượt xem. Trong một video, Hoài Linh diện trang phục áo bà ba, chế ca cổ từ tên các nghệ sĩ đàn em với mong muốn câu view cho mình. Hay ở một sản phẩm khác, nam nghệ sĩ nắm bắt trên, xu hướng thịnh hành, trở thành một nhân vật hoạt hình và biểu diễn các động tác dễ thương trên nền nhạc năm qua đã làm gì. Dù thực hiện bất cứ video nào Phong cách hài hước mang đậm dấu ấn riêng cùng sự giản dị của một nghệ sĩ hàng đầu đã giúp nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chinh phục đông đảo khán giả ở một sân chơi mới mẻ. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh diễn hài trên mạng xã hội. Video Quang Huy Bên cạnh đó, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng đạt thành công tương tự. Chỉ hai tuần ra mắt, kênh đạt 700.000 lượt người theo dõi, các video đạt hàng triệu lượt xem. Ở Youtube, Hoài Linh tập trung nhiều hơn về cuộc sống đời thường của ông, điều mà khán giả luôn quan tâm suốt nhiều năm qua. Trong đó, bối cảnh quay vlog của Hoài Linh chủ yếu ở khuôn viên nhà thờ tổ nghiệp ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến người xem càng thêm yêu thích. Chưa kể, Hoài Linh luôn lắng nghe những phản hồi. Khi được nhận xét giọng nói chưa rõ, ông ngay lập tức mua thêm micro giúp cải thiện chất lượng âm thanh. Hay một số nickname chơi ông xòe xòa, không tôn trọng khán giả hoài linh thực hiện một video vừa trải lòng vừa diện suy đi làm vườn cách đối diện những ý kiến trái chiều một cách dí dỏm của hoài linh nhận được nhiều ủng hộ yêu thích tôi thích đọc và tôn trọng tất cả bình luận tôi chỉ muốn làm hài vui chút xíu trong sinh hoạt thường ngày để mang đến tiếng cười mong mọi người cho tôi sống đúng con người mình nghệ sĩ giải bày nghệ sĩ ưu tú hoài linh Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh từng chia sẻ ông cực lực làm việc để hoàn thiện tâm niệm xây dựng nhà thờ tổ. Khi ước nguyện hoàn thành, ông dần rút lui khỏi các chương trình, nhường cơ hội cho đàn em, tập trung nhiều hơn cho ngành sân khấu. Do đó, hơn hai năm qua, Hoài Linh hạn chế xuất hiện ở các game show, dành thời gian cho cá nhân và gia đình nhiều hơn. Phía sau ánh đèn sân khấu, Hoài Linh có cuộc sống giản dị và có phần kín tiếng. Ngoài trăm năm nhà thờ tổ, nam nghệ sĩ dành thời gian cho những công việc giản dị trồng cây thu hoạch rau củ xem thêm hoài linh khoe phòng chứa trầm hương bạc tỷ anh tuấn